NeoPro System là phần mềm quản lý tiện neo được nghiên cứu và phát triển bởi công ty Soitec. NeoPro System được kết nối trực tiếp với Clover Mini, tích hợp nhiều công nghệ và tính năng hiện đại, tạo thành sản phẩm hoàn hảo nhất dành cho ngành neo hiện nay. NeoPro System rất dễ sử dụng, nhanh và an toàn. Người dùng đăng nhập vào tên của mình, chọn danh mục và dịch vụ khách muốn làm, tiếp đó chọn vào nút Payment để thanh toán. Màn hình thanh toán sẽ được hiện lên trên Clover Mini facing với khách hàng. Khách hàng cho thẻ vào và Clover Mini sẽ in ra receipt. Ngoài ra, phần mềm NeoPro System vẫn còn rất nhiều các tính năng khác. Quý khách muốn biết chi tiết xin vui lòng liên hệ số máy 888-889-6609. Soitec trân trọng được phục vụ quý khách.